Nè, làm cái gì mà như người mất hồn vậy? Mới đó mình tốt nghiệp 1 năm rồi đó. Nhanh quá không? Cảm ơn lớp 12B1 đã cùng với mình trải qua khoảng thời gian đáng nhớ này. Mình xin kết bài phát biểu này bằng một câu nói mà mình rất thích. Tuổi học trò không chỉ có học hành mà còn rất nhiều điều khác nữa. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Trước tiên, tôi xin thông báo với lại lớp 12B2 có một món quà bất ngờ dành cho các bạn. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay. Trời nắng nhẹ, em đêm gió lay. Là cảm xúc khó nói chỉ biết nhìn ngẩn ngơ. Níu ta áo dài bay bay. Sẽ rất buồn và sẽ hậm hực. Sao hôm nay ta cách xa rồi. Đến bao giờ được thêm một lần. Chờ nhau thong dong trên chiếc xe đạp. Chúng ta chia xa để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này. Để đừng quên lãng, để đừng phai nhạt. Để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua. Chia